Ủy ban châu Âu EC đã kêu gọi Ba Lan, Hungary và Slovakia thể hiện lập trường mang tính xây dựng sau khi ba quốc gia này đơn phương tuyên bố sẽ tiếp tục cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, bất chấp quyết định của EC về việc chấm dứt lệnh cấm này. Những động thái này được đưa ra sau khi vào ngày 15 tháng 9, Liên minh châu Âu đã quyết định là không gia hạn lệnh cấm ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine. Tuy nhiên, ba quốc gia là Ba Lan, Hungary và Slovakia cho biết họ sẽ thực hiện các hạn chế riêng đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Ba quốc gia này cũng nhấn mạnh chỉ áp dụng đối với việc nhập khẩu vào nội địa, chứ không ảnh hưởng tới hoạt động trung chuyển tới các thị trường khác. Ukraine là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới trước khi chiến dịch quân sự của Nga vào năm 2022 đã làm suy giảm khả năng giao hàng nông sản của Kiev tới thị trường toàn cầu thông qua các cảng ở Biển Đen.